Đang gọt rau củ quả nấu cho baby. Baby đi học thì cô giáo cho ăn thiếu rau củ quả, bị táo bón. Rau củ quả kết hợp với sâm cao ly thì dùng lá và củ luôn. Quay clip sau này về già bắt Bambi nấu nó cho ăn lại à, nhỏ nấu cho nó ăn, giờ già bắt nấu lại cho ăn. Anh chị em mà có con nhỏ nha, hạn chế mua mấy cái cháo dinh dưỡng ở bên ngoài, nó chỉ có thịt thôi, nó không có đủ chất, nó không có hàm lượng rau củ chất xanh, thì trẻ em mới dễ bị thiếu vitamin, thiếu chất xơ, nó dễ bị rối loạn tiêu hóa lắm. Mình hầm hầm rau củ quả này. Tốt nữa là mình kết hợp với một số cái cây dược liệu sâm có tính mát, tính hàn, có nhiều cái vitamin, nhiều cái axit amin, nó có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đó. Lúc công việc bận quá thì mình đi mua bên ngoài, nhưng mà thực chất ra thì nó không có đảm bảo anh em nhé. Còn rau củ quả thì bên ngoài nó bán nhiều. Mấy cái sâm thì anh em có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng mình nha. Cửa hàng đặc sản Tây Nguyên mình thì bán đầy đủ loại sâm. Nếu mà gần thì mua sâm tươi. Còn xa thì có thể mình mua lá sâm, rồi sâm cũ, sâm khô về dùng dần. Bên cửa hàng mình thì làm rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ. Nên là yên tâm. Và cái sâm thì tự nhiên, không có hóa chất, không có thuốc trừ sâu, không có kích thích, vân vân. Anh em có nhu cầu liên hệ nhé. Giờ mình nấu cho Bambi đây.